Xin chào tất cả khán giả của Thiên Hào Audio. Mình muốn thông báo với tất cả những fan của Okofay là Thiên Hào Audio đã về rất nhiều hàng đỉnh, hàng hot. Ở đây thì mình đang có những model rất đỉnh cao của Okofay, đó là âm lý tích hợp Okofay E480, âm lý tích hợp đầu bảng Class A Okofay E650, và ngoài ra chúng ta còn có cả chiếc đầu đĩa CD DP560. Và mình sẽ quyết định là sẽ bóc thùng chiếc đầu đĩa DP560 và sẽ bóc thùng cả âm ly E650 để ghép thành một combo với đôi loa Tannoy Canterbury. Và bây giờ kính mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu với cái bộ dàn này. Xin chào mọi người, sau khi các kỹ thuật viên ở đây đã khui thùng đầu CD DP560 và sẽ ghép cùng với âm ly Akufei E650 và bộ loa Canterbury của Tannoy, mình sẽ tiến hành giới thiệu cái đầu đĩa DP560 cho mọi người. Nói về DP560 thì đây là đầu đĩa đứng thứ nhì sau DP750 của Akufei. Tức là ở bây giờ thì hãng có 3 model đầu đĩa CD của cái thế hệ mới, đó là DP750 này, dưới một cấp là DP560 là mình đang có ở đây, và dưới một cấp nữa là DP430. Đây là cái sản phẩm nằm ở giữa, là một cái điểm mà mọi người có thể mua với một cái giá thành hợp lý mà thực sự đem đến chất lượng âm thanh rất tốt. Và chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ hơn cái hình thức của cái đầu đĩa này và một số các đặc điểm rất cốt lõi mà mình sẽ trình bày sắp tới. Thứ nhất, chúng ta quan sát hình thức. Nhìn chung thì Akufei có một cái hình thức rất là riêng của hãng. Chúng ta phải nói đến một cái đặc điểm mà dân mình rất là thích, đó chính là cái màu vàng đặc trưng. Cái màu vàng này hãng pha chế rất là đẹp, và mình cũng không gặp được các thiết bị khác với một cái kết cấu cực kỳ là chắc chắn. Nói chung về khoản gia công thì mình phải dành cho Akufei ít nhất là điểm 9 hoặc điểm 10, vì họ gia công quá là tốt và rất là đẹp. Cái vẻ đẹp thẩm mỹ này có lẽ rất hợp với người châu Á. Và cái màu vàng này thì rất là đặc trưng rồi. Về mặt hình thức design nói chung thì nó có một cái chất Akufei, nhìn chung là giữa các cái đầu đĩa Akufei hiện tại thì trông cũng khá là giống nhau. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần mặt giữa rất là đẹp và sang, với phần hiển thị ở đây chúng ta sẽ có đường vào USB digital ở phía đằng sau, có cái bo mạch DAC ở bên trong để chúng ta có thể sử dụng đầu laptop hay là sử dụng những cái nguồn vào khác để cắm qua coaxial hoặc optical để sử dụng chiếc đầu đĩa này như một cái giải mã rời bên ngoài. Ở đây thì sẽ hiện lên cái tần số lấy mẫu nếu như khi chúng ta sử dụng bo mạch giải mã. Còn nếu mà chúng ta chạy CD thì ở đây sẽ hiển thị cái track, cái số bài. Ở đây là cái thời gian phút giây. Nói chung cái thông số hiển thị rất là dễ nhìn, với cái chữ Akufei được làm màu xanh ở giữa rất là đẹp. Chúng ta có cái nút input ở đây để chuyển các cái đường vào, rất là dễ sử dụng. Đây là chế độ giữa SACD và CD. Đấy, đây là power. Chiếc đầu đĩa này có thể đọc được đĩa CD và SACD. Đây là nút eject. Chúng ta sẽ thử nghiệm cái phần bộ cơ. Mình cảm thấy là bộ cơ hoạt động vô cùng yên tĩnh, rất là mượt mà. Cho đĩa vào xem nào. Cực kỳ êm, cái phần di chuyển ra vào êm đến độ gần như mình không thể nghe thấy một âm thanh gì. Và quá trình nhận điện cũng rất là nhanh. Còn đây là những cái nút play, power, back, next, stop. Chúng ta ra mặt sau một chút để nhìn về các cái kết nối. Ở đây thì chúng ta có một cái đầu đĩa chất lượng cao đẳng cấp high-end sản xuất tại Nhật Bản. Đương nhiên rồi, Akufei là luôn sản xuất tại Nhật Bản. Chúng ta có những cái đường ra RCA thông thường, và ngoài ra chuẩn của các cái đầu đĩa cao cấp bao giờ cũng có đường ra sử dụng jack ba lăng XLR. Đây là cái bịt để bảo vệ. Rồi. Và ngoài ra là ở bên này chúng ta có bo mạch giải mã DAC. Như vậy chúng ta có thể cắm bằng đường coaxial vào này, optical và USB. Đây. Và theo như thông tin thì là bộ DAC này thì support lên đến chuẩn DSD. Như vậy chúng ta có thể sử dụng để giải mã các file nhạc lossless từ máy tính sách tay rất là thuận tiện. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng cái bộ cơ của chiếc đầu đĩa này chỉ với mục đích làm bộ cơ không thôi.
thì ở đây cũng có các cái đường gọi là đường transport output. Như vậy chúng ta có thể sử dụng một cái DAC bên ngoài để chúng ta dùng một cái bộ cơ chất lượng cao ở bên trong này để chỉ để chuyên cái nhiệm vụ đọc đĩa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái thông tin chính rất quan trọng của Okuphay. Và sang mặt trước một chút. Theo một số các cái thông tin mà mình tìm hiểu kỹ, thứ nhất là mình nói về hãng có công bố cái thông tin là hãng sử dụng cái công nghệ MDS, đây là một cái mạch để trong cái phần mà giải mã để hỗ trợ làm sao để cho cái phần output giải mã được hay nhất. Nhưng ngoài ra cái thông tin quan trọng nhất mà mình tìm hiểu là ở đây Okuphay DP560 sử dụng cái chip DAC cao cấp có tên mã là ES9018S Sabre 32 bit. Đây là DAC để dành cho việc các bạn chạy đĩa CD, là lúc đó cái đầu đĩa sẽ sử dụng cái DAC này. Còn khi các bạn sử dụng cái phần USB DAC ở đằng sau thì nó sẽ dùng cái giải mã SA9227. Đó là hai phần bo mạch giải mã khác hẳn nhau để cho hai mục đích khác nhau. Và cái phần USB DAC sử dụng SA927 thì nó cũng giống với cái model đầu bảng là DP750, cũng sử dụng chung cái bo USB DAC rời bên ngoài y hệt như vậy. Tiếp đến chúng ta có thông tin về bộ cơ, như mình đã tìm hiểu trên một số các trang chuyên ngành thì bộ cơ mà Okuphay áp dụng cho DP560 là bộ cơ SACD Sanyo SF gạch ngang HD870. Đây là thế hệ kế tiếp của bộ cơ HD850 của Sanyo, vốn đã rất thành công về độ ổn định cũng như là về cái chất lượng trên giá thành. Thì đây là thế hệ kế tiếp phát triển. Và cái bộ cơ này cũng chung bộ cơ với model đầu bảng là DP750. Vậy sự khác biệt của DP560 với DP750 là model đầu bảng là gì? Đó chính là khác biệt ở phần bo mạch DAC chính. Thì nếu như quý vị các bạn sở hữu DP750 thì chúng ta sẽ có cái phần chip DAC chính là ES9028 Pro. Như vậy là khác biệt chủ yếu là ở phần DAC của phần đọc đĩa CD. Còn bộ cơ giống nhau và cái phần DAC của USB DAC là giống nhau. Đó là những điểm khác biệt quan trọng nhất và cũng là những cái thông số quan trọng nhất mà một người chơi muốn tìm hiểu về đầu đĩa CD. Và đầu đĩa CD của Okuphay mình cũng rất là thích. Nó đem đến một cái chất âm rất là truyền cảm, rất ngọt ngào. Và mình cảm thấy khi nó kết hợp với một âm ly của Okuphay thì nó rất tuyệt vời. Nó nói lên đậm cái chất nhạc trữ tình của Okuphay, ngọt ngào, mềm mại, cũng rất là tinh tế, mà không những chinh phục được rất nhiều đôi tai của những người chơi audio tại Việt Nam mà còn chinh phục được cả những đôi tai của những người chơi âm thanh trên thế giới. Ở đây mình ghép cái âm ly Okuphay E650. Đây là model đầu bảng rồi, model âm ly tích hợp Class A đầu bảng mà mình đã từng giới thiệu. Đây là một chiếc âm ly rất tuyệt vời. Và đối tác tích hợp thì là DP560 hoặc là DP570. Nhưng theo mình nghĩ là DP560 sẽ là một cái sự lựa chọn vừa đảm bảo được tính kinh tế khi phối ghép lên một chiếc âm ly này. Và chúng ta sẽ có đây bộ loa rất lớn, rất đồ sộ mà mình cũng đã giới thiệu trên YouTube của Thiên Hào Audio. Đó chính là loa Tannoy Canterbury. Bây giờ xin mời quý vị các bạn trải nghiệm âm nhạc một chút với đầu đĩa Okuphay DP650 và toàn bộ combo này. Âm thanh rất là tinh tế và ngọt ngào ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Khi cơn mưa hôm qua, tình yêu đưa ta
thoát cơn phong ba bão giông, cuốn lấp những đêm dài, mặt trời mang chiếu soi cho em yêu đời, xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từng vòng tay trắng. Đây chính là một sự kết hợp rất tuyệt vời giữa đầu đĩa Acouphase DP560 và chiếc âm ly tích hợp đầu bảng E650 cũng có Acouphase. Và nhất là khi kết hợp cùng thương hiệu Tannoy thì mình thấy tất cả mọi thứ trở nên rất là tuyệt vời và nghe nhạc trữ tình rất là hay. Chiếc đầu đĩa này thì đang có giá tham khảo là 200 triệu đồng tại Thiên Hào Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội. Kính mời quý khách chúng ta đến tận nơi để có thể trực tiếp chiêm ngưỡng, nghe thử và nhận được sự tư vấn của các chuyên viên kỹ thuật ở đây. Nếu thấy clip hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hào Audio để luôn được đón xem những clip hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!